Chào mừng quý vị đến với chương trình tham vấn chuyên gia của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm tin tức phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Kính thưa quý vị, hiện nay vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế được toàn xã hội quan tâm và cũng là mục tiêu phấn đấu của ngành nhằm đảm bảo nguồn nhân lực trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân thành phố trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai. Và với chủ đề nhu cầu nguồn lực khối ngành y tế, mời quý vị cùng chúng tôi hãy gặp gỡ với hai vị khách mời của chương trình tham vấn chuyên gia ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả. Vị khách mời đầu tiên đó là Thạc sĩ điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Vị khách mời thứ hai đó là Thạc sĩ điều dưỡng Trần Thị Châu, phó khoa y học dự phòng, trưởng ngành điều dưỡng Đại học Nguyễn Tất Thành. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Điều dưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng dự phòng bệnh và chấn thương, xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người, tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Người ta ví điều dưỡng là nghề làm dâu trăm họ, bởi đối tượng mà điều dưỡng tiếp xúc chính là người bệnh. Mà người bệnh thì không ai giống ai, từ bệnh tình đến suy nghĩ, thái độ, cách cư xử. Và để gần gũi, hiểu được điều mà người bệnh mong muốn không phải là chuyện dễ. Nếu không có một tình yêu nghề, yêu người thực sự, họ đã không chọn nghề này. Câu hỏi đầu tiên thì muốn dành cho cô Nguyễn Thị Kim Liên, để quý vị khán giả cũng như các em sinh viên có thể hiểu rõ hơn về ngành điều dưỡng, thì cô có thể cho biết là công việc hàng ngày của một điều dưỡng là gì và để trở thành một điều dưỡng tốt thì cần những cái yếu tố nào ạ? Người điều dưỡng sẽ phối hợp với đội ngũ nhân viên y tế để giúp cho bệnh nhân hồi phục sức khỏe. Hàng ngày người điều dưỡng sẽ đánh giá tình trạng bệnh nhân, thực hiện những cái chỉ định điều trị như là tiêm thuốc, lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc, theo dõi bệnh nhân và ghi vào hồ sơ những cái thông tin diễn tiến của bệnh cùng với một số công việc hành chính theo yêu cầu của bảo hiểm y tế. Nếu là ở bệnh viện nhi thì điều dưỡng sẽ cho bệnh nhi ăn, tắm cho bệnh nhi và thay tã cho bệnh nhi. Để trở thành một điều dưỡng thì có lẽ là không cần cái tố chất đặc biệt nào hết. Cũng giống như những ngành nghề khác thì ngành điều dưỡng cũng cần đòi hỏi cái lòng yêu nghề, sự tận tâm và có trách nhiệm. Vâng, và hiện nay thì khối ngành thuộc khối khoa học sức khỏe thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh sinh viên. Như vậy thì cô Châu có thể cho biết là hiện nay khối khoa học sức khỏe của trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì đang đào tạo những ngành nào ạ? Khối mà khoa học sức khỏe của cái trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì đang đào tạo 4 cái chuyên ngành. Đó là cái thứ nhất là ngành điều dưỡng, cái thứ hai đó là ngành dược, cái thứ ba đó là ngành kỹ thuật y sinh và cái thứ tư là ngành y học dự phòng. Cái ngành điều dưỡng thì là cái ngành mà gọi là tiền thân của cái điều dưỡng mà từ trung cấp mà lên đại học. Thì bây giờ trường của chúng tôi chỉ đào tạo là đại học. Thì cái chương trình mà đào tạo mà của trường đó là theo định hướng là ứng dụng thực hành. Cho nên mà sau khi mà sinh viên mà nó tốt nghiệp rồi, mấy em tốt nghiệp thì sẽ có cái thực hành tốt và có thể mà ứng dụng ngay vào cái công việc.
Đặc biệt là cái chương trình đào tạo mà của điều dưỡng á, thì chúng tôi cũng có những cái mà nó hơi đặc biệt, đó là chúng tôi ưu tiên là phải đảm bảo cái chất lượng dạy và học. Thì do đó thì cái chương trình đào tạo này phải luôn luôn được rà soát và chấn chỉnh định kỳ là 2 năm một lần. Cái chương trình đào tạo của Nguyễn Tất Thành á, thì dựa vào cái khung mà đào tạo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng tìm tòi để mà kịp thời thay đổi theo cái sự phát triển của ở các nước mà trong khu vực. Cụ thể là chúng tôi đã thay đổi cái chương trình đào tạo theo cái tiêu chuẩn của CDO, tức là dựa vào cái chuẩn đầu ra. Thì cái chuẩn đầu ra này thì chúng tôi cũng tham khảo những đúc kết lại những cái ý kiến của các chuyên gia, tức là những cái bệnh viện lớn, những cái doanh nghiệp, hoặc là những cái học sinh mà nó học năm cuối, mấy em học năm cuối, rồi học sinh mà đã tốt nghiệp rồi, các thầy cô giáo giảng dạy. Thì đây là một cái điểm mà đặc biệt của cái chương trình theo chuẩn đầu ra, là mấy em có cái khả năng để mà làm việc sau khi tốt nghiệp. Thì đây là cái đặc biệt của cái chương trình đào tạo. Vừa qua đó thì ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã mời được cái trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ra một cái nghị quyết mà thông qua đánh giá về cái tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mà cấp cơ sở theo cái bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và tiến tới thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tự đánh giá theo cái bộ tiêu chuẩn của AUN QA theo cái phiên bản 2.0. Thì với cái chương trình đào tạo của điều dưỡng mà Nguyễn Tất Thành thì cũng sẽ định hướng là sẽ tự đánh giá và theo cái bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo để làm tiền đề cho cái việc đánh giá mà theo cái tiêu chuẩn của AUN. Thì như vậy thì sau khi mà sinh viên tốt nghiệp rồi đó thì các em sẽ vững tin để làm việc có thể là trong nước hoặc là các nước của khu vực Đông Nam Á. Vâng, tất cả các sinh viên sau quá trình học tập và tốt nghiệp thì đều mong muốn là sẽ tìm được một cái công việc ổn định. Như vậy thì không biết là cô có thể chia sẻ cụ thể hơn là hiện nay tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì có những cái chương trình, những cái chính sách hỗ trợ như thế nào cho các bạn sinh viên đang theo học của ngành y tế, cũng như là giúp cho các bạn học tập tốt hơn tại trường và sau đó thì dễ tìm được việc làm? Cái sự hỗ trợ của sinh viên đó thì đây là một cái mà quan tâm rất lớn của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Bởi vì trường Đại học Nguyễn Tất Thành đó là lấy sinh viên làm trung tâm khi mà giảng dạy. Do đó đó thì các sinh viên được hỗ trợ rất là nhiều. Từ nhà trường, từ các khoa, rồi từ các thầy cô giáo. Trong cái chương trình mà giảng dạy đó thì các sinh viên á sẽ được các thầy cô giáo định hướng cho cái nghề nghiệp của các em, mà sau khi tốt nghiệp thì các em sẽ được làm ở đâu. Thí dụ như đối với cái ngành điều dưỡng đó thì các em tốt nghiệp rồi các em có thể làm rất là được nhiều nơi, ví dụ như làm trong bệnh viện nè, có thể làm ở các trung tâm y tế dự phòng, có thể làm ở trạm y tế, có thể làm ở cái phụ trách cái y tế cơ quan ở xí nghiệp hoặc là các trường học. Thì rất là rộng mở con đường để cho các em tìm được cái cơ hội việc làm. Và khi mà các em là tốt nghiệp thì cái ngày mà mấy em làm lễ tốt nghiệp là cái ngày mà gọi là hội doanh nghiệp, cái cơ hội mà để cho các nhà tuyển dụng người ta đến, người ta với nhà trường thì trao đổi giao lưu với các em, và qua đó đó thì các em sẽ có cái cơ hội để tìm việc làm. Và cái điều này đó thì phải nói rằng cái ngành điều dưỡng là mới ra trường được có một năm
Tức là năm thứ nhất là được ra trường và năm sắp tới đây, năm nay thì là cái khóa thứ hai. Thì cái năm thứ đầu tiên mà tốt nghiệp ra trường thì phải nói là 100% là các em đã tìm được việc làm rồi. Và trong khi đó thì các nhà doanh nghiệp người ta đến, người ta nhờ khoa hoặc là nhờ trường để giới thiệu thì mình chưa có cái nguồn lực đó. Và năm nay thì sắp tới là chúng tôi cũng sẽ ra tốt nghiệp mấy em là khoảng 300 sinh viên đại học tốt nghiệp. Thì khi mà sinh viên mà sắp tốt nghiệp thì như chúng tôi nói đó, là đã có một số nhà doanh nghiệp người ta đã đặt hàng để mà giới thiệu về cái nơi của người ta, và mấy em sẽ có cái quyền để mà chọn lựa. Vâng, như vậy thì tỷ lệ mà các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường và có việc làm là 100% không ạ? Dạ. Yeah. Nếu mà khối đại học là 100% và không đủ để cung cấp. À, dạ. Yeah. Đối với trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Dạ, vâng. Yeah. Một câu hỏi tiếp theo xin dành cho cô Liên, thì là một người điều dưỡng đã hoạt động trong lĩnh vực này rất lâu năm. Như vậy thì cô cảm nhận như thế nào về ngành điều dưỡng, cũng như là cô có lời khuyên gì dành cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào ngành này ạ? Ngành điều dưỡng được ví như là cái ngành làm dâu trong họ. Nghề điều dưỡng lặng lẽ, âm thầm. Điều dưỡng nâng đỡ tinh thần, xoa dịu nỗi đau và chữa lành bệnh tật cho bệnh nhân. Mượn lời của một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nếu xem bệnh nhi như là đứa con của mình, thì người bác sĩ được ví như là người cha. Người cha sẽ đưa ra chẩn đoán, lên kế hoạch điều trị. Và người điều dưỡng được ví như là người mẹ. Người điều dưỡng sẽ thực hiện những cái chỉ định điều trị, sẽ theo dõi, sẽ chăm sóc bệnh nhân, sẽ nghe những cái lời than phiền, sẽ nhìn những cái diễn tiến bệnh của bệnh nhân và sẽ giúp đỡ bệnh nhân khi cần. Đối với các bạn sinh viên mà sắp ra trường thì các bạn hãy cố gắng học thật tốt trong thời gian các bạn còn ở trường. Khi bắt đầu công việc thì các bạn đừng nản lòng. Vì điều dưỡng cho dù là xuất thân từ những cái hoàn cảnh khác nhau, tốt nghiệp từ các trường đào tạo điều dưỡng khác nhau, phong cách sống khác nhau, thì trái tim và mục đích sống của điều dưỡng chỉ là một. Điều dưỡng là mắt của người mù, là tai của người điếc, là chân của người què. Đối với điều dưỡng, các bạn cần một ít kiên nhẫn, một ít vị tha, một ít lòng nhân ái và một chút hy sinh. Vì sao cần cái sự kiên nhẫn? Vì không phải những cái hướng dẫn của điều dưỡng cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân là được làm theo như cái hướng dẫn. Vì nhiều lý do thì bệnh nhân và người nhà đã không làm như vậy. Cũng không phải khi bệnh nào đến bệnh viện là cũng đều có kết quả tốt để bệnh nhân có thể ra về. Chính vì vậy điều dưỡng cần phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn để phối hợp với các nhân viên y tế khác, động viên, an ủi, giúp đỡ bệnh nhân để cho họ có được một cái kết quả tốt nhất. Khi mà bệnh nhân đau đớn, bệnh nhân lo lắng, người nhà cũng lo lắng không biết là tình trạng của bệnh nhân như thế nào. Người nhà phải bỏ những cái công việc hàng ngày để đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân. Thì bệnh nhân cùng với người nhà đôi khi có những cái cử chỉ, những cái lời nói không phù hợp làm cho người điều dưỡng buồn lòng, thì lúc đó cần cái sự vị tha. Cái lòng vị tha sẽ giúp cho người điều dưỡng có thể hiểu, có thể cảm thông, có thể chia sẻ và giúp cho bệnh nhân mau hồi phục tốt nhất có thể. Còn cái sự hy sinh thì cái nghề điều dưỡng là một cái nghề rất là đặc thù. Điều dưỡng suốt ngày phải làm việc với những bệnh nhân đang đau đớn, đang lo lắng, chứ không phải như những ngành nghề khác là tiếp xúc với những người mà có tâm trạng bình thường hay là đang vui vẻ. Ví dụ như ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì một điều dưỡng làm ở khoa tim mạch sẽ gặp những bệnh nhi tim bẩm sinh tím. Lúc nào bệnh nhi cũng tím, lâu lâu thì bệnh nhân sẽ được lên cấp cứu, xong rồi bệnh nhân đi về, rồi bệnh nhân lại nhập viện lại. Hoặc là như ở khoa nội thần kinh thì bệnh nhân lên cơn co giật, rồi bệnh nhân hết, rồi bệnh nhân co giật. Hằng ngày điều dưỡng phải chứng kiến những nỗi đau của bệnh nhân
thì điều dưỡng cũng cảm thấy đau, cái đau của bệnh nhân như vậy. Khi mà những ngày lễ Tết thì gia đình sum họp, điều dưỡng lại đến bệnh viện vào ca trực. Khi mà điều dưỡng hết ca làm việc đi về thì bệnh nhân đến yêu cầu giúp đỡ, điều dưỡng sẵn sàng nán lại để giúp đỡ cho bệnh nhân. Khi mà điều dưỡng làm cái công việc của điều dưỡng thì điều dưỡng không được để móng tay dài, không được sơn móng tay để có thể chăm sóc bệnh nhân tốt nhất với cái đôi tay của mình. Và cuối cùng là cần một chút cái sự, đó là cái sự hy sinh, cái lòng nhân ái. Bệnh nhân khi mà đến nằm viện, nếu họ có cái hoàn cảnh kinh tế tương đối tốt thì họ có thể sống ở trong bệnh viện, sinh hoạt trong bệnh viện tương đối tốt. Nhưng nếu mà những bệnh nhân nhà ở xa, cái hoàn cảnh họ khó khăn, thì khi mà neo đơn, khi mà họ đau đớn, cần cái sự chăm sóc của người nhà không có, thì lúc đó người điều dưỡng sẽ có mặt. Người điều dưỡng là cái người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân, nghe những cái than phiền của bệnh nhân và giúp đỡ bệnh nhân khi cần thiết. Với những trường hợp khó khăn, điều dưỡng sẽ trình với bệnh viện để bệnh viện giúp đỡ. Điều dưỡng sẽ là cầu nối giữa bệnh nhân với những nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bệnh nhân trong cái thời gian nằm viện. Như vậy thì niềm vui của điều dưỡng ở đâu? Cái động lực nào để cho điều dưỡng có thể làm ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác? Thì đó là khi cho đi, tức là đã nhận lại. Người điều dưỡng cho cái thời gian của mình, cho những cái kỹ năng, cho tay nghề của mình, cho cái tấm lòng, cho trái tim của mình cho bệnh nhân, thì điều dưỡng nhận được cái sức khỏe của bệnh nhân, cái sự hồi phục của bệnh nhân, cái sự trở lại với những cái sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, và gia đình bệnh nhân cũng được vui vẻ. Đó là niềm vui của người điều dưỡng qua những cái công việc đơn sơ, nhỏ bé và thầm lặng của mình. Vâng, qua chia sẻ của cô Liên thì chúng ta thấy được là bên cạnh những cái kiến thức chuyên môn thì rõ ràng là một người điều dưỡng thì cần rất nhiều những cái tính cách, những cái trách nhiệm và những cái sự hy sinh rất là cao cả để có thể đáp ứng được cái công việc điều dưỡng hiện nay. Và chúng ta cũng muốn quay trở lại một chút về cái quá trình đào tạo. Như vậy thì cũng muốn hỏi cô Châu là trong cái quá trình mà các em lựa chọn theo học cái ngành khối sức khỏe thì học sinh cần phải có những cái tố chất gì? Liệu các em có nhận thức được là để làm được một cái công việc điều dưỡng thì là phải rất là cực khổ và vất vả như vậy hay không? Và như vậy thì nhà trường đã có những cái hỗ trợ gì để các em có thể phát huy hết được những cái tố chất sẵn mình có, cũng như là bổ sung thêm những cái tố chất để có thể đáp ứng được nhu cầu công việc hiện nay? Khi mà các em đến học ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đặc biệt là mấy em chọn cái ngành điều dưỡng, thì cái ngày đầu tiên mà mấy em vào học thì ngành điều dưỡng, ban chủ nhiệm, thầy cô giáo sẽ lên để gặp mặt các em. Và khi mà gặp như vậy thì là muốn hỏi các em là khi các em học cái ngành này, các em biết các em làm cái gì không? Thì có một số em là nói là dạ thưa cô em biết, đó là chăm sóc người bệnh. Số thì nói là em chưa biết. Nhưng mà rồi thì trường cũng sẽ giải thích là đây là một cái ngành mà là chăm sóc người bệnh. Cái chăm sóc người bệnh là nó là một phần nhỏ mà nó còn nói đến cái sự chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Khi mà thực hiện một cái chăm sóc như vậy thì theo cái Tổ chức Y tế Thế giới, người ta nói rằng cái người điều dưỡng là chăm sóc mọi góc cạnh của sức khỏe. Thì đối với điều dưỡng thì cái đối tượng mà của điều dưỡng chăm sóc là con người. Thì chúng tôi cũng giải thích cho các em biết. Và với cái ngành này thì cái người tổ của điều dưỡng đó là Florence Nightingale. Và cái biểu tượng mà cái cô này cầm đó là hàng đêm để đi chăm sóc người bệnh. Như vậy thì nó đòi hỏi là cái người điều dưỡng phải chịu thương, chịu khó, chịu nhẫn nại, chịu hy sinh, chịu gánh cái phần thiệt về mình nhiều hơn, để rồi mình đổi lại một cái sự mà sức khỏe của cái người bệnh mà được hồi phục. Thì đó là không có cái gì mà vui bằng. Thì nếu mà chúng ta đồng ý chọn cái ngành này thì chúng ta cũng phần cần những cái tố chất. Đầu tiên mà theo tôi nghĩ thì nó là cái đạo đức. Cái thứ hai đó là một cái tố chất nữa đó là cái trí tuệ. Cái thứ ba đó là mỹ học. Và cái thứ tư
là một cái giao tiếp. Cái đạo đức ở đây đó, nó đòi hỏi tới một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Và một cái nữa đó để nói đến, đó là ngoài cái tinh thần trách nhiệm thì mấy em sẽ có một cái gọi là một cái đức tin mà gọi là mãnh liệt á, để mà chúng ta có thể mà vượt qua và chúng ta thực hiện được cái công việc mà của cái người điều dưỡng. Mà cái thứ hai nữa đó, thì ngoài cái ý thức trách nhiệm thì mấy em á, thực hiện công việc là phải hết sức là cẩn trọng, phải cẩn trọng lắm. Tại vì một cái sự sai sót của các em là có thể đưa tới những cái mà nguy cơ cho cái người bệnh, và thậm chí là có thể là mình gây cái tử vong mà mình không biết. Cái một cái điều mà để nói rằng phản ra một cái đạo đức của cái người điều dưỡng mà khi chúng ta chọn vào cái ngành này, đó là cái sự trung thực. Cái sự trung thực của mấy em á, là nó tạo được cái niềm tin cho cái người bệnh, mà cũng như là tạo cái niềm tin cho các đồng nghiệp của mình. Bởi vì bên cạnh các em làm á, các em thực hiện thì không có ai theo dõi các em hết á. Mà chính các em sẽ là cái người mà giám sát các em. Thì như vậy mấy em phải có một cái sự trung thực. Cái thứ ba đó để nói đến, đó là cái sự ân cần của các em. Bởi vì cái người bệnh đó, người ta đang đau đớn thì mình phải ân cần, mình chăm sóc, mình cảm thông, mình biết là chia sẻ với cái người bệnh đó. Và một cái điều đó, như hồi nãy là cô Liên nói, đó là một cái sự mà tại sao mà cái người điều dưỡng mà mấy em làm được những cái việc mà nhiều người không làm được, đó là cái sự chịu thương, chịu khó, sự hy sinh. Đó là cái sự say mê, cái lòng say mê nghề nghiệp của các em. Thì nó sẽ giúp cho các em vượt qua hết tất cả những cái khó khăn của mình. Bên cạnh đó mà để nói tới cái tố chất nữa đó, là mấy em phải có trí tuệ, phải học được, phải học chuyên môn tốt, để rồi mấy em mới có cái óc phán đoán, có cái sự mà giám sát, theo dõi cái người bệnh để làm giảm cái nguy cơ cho cái người bệnh đó. Rồi mấy em cũng phải có một cái nữa là mỹ học, tức là mấy em cũng phải có quần áo cũng rất là phải gọn gàng, tươm tất, để tạo cái niềm tin cho cái người bệnh khi nhìn một cái cô điều dưỡng mà đến chăm sóc mình. Và nhiều khi cái sự vẻ đẹp của mấy em thì có khi những cái người bệnh người ta thấy, người ta cũng cảm thấy là người ta vui vẻ hơn, người ta nhìn ta thấy là nó tươi mát hơn, và cuộc đời của người ta bệnh đó là người ta sẽ mau hồi phục hơn. Đấy. Và một cái mà cái điều dưỡng mà bây giờ đang nói tới là cái giao tiếp. Cái giao tiếp đó, nó cũng là một cái mà để cho cái người điều dưỡng có thể là gần gũi với cái người bệnh, mới có thể là chia sẻ với cái người bệnh, mới có thể cảm thông với người bệnh. Và thậm chí nếu mà cái người điều dưỡng mà giao tiếp tốt với người bệnh, thì đôi khi mình không phải là cái nhiệm vụ của mình là phải biện hộ cho người bệnh, phải lo cho người bệnh. Nhưng mà ngược lại đó, thì người bệnh đôi khi lại là người biện hộ lại cho cái người điều dưỡng. Đó, thì đấy là một cái tố chất mà của cái người điều dưỡng cần có. Mà những cái điều đó đó thì trong lý thuyết là mình phải đưa vào chương trình giảng dạy. Ví dụ như là đạo đức nghề nghiệp nè, rồi tâm lý người bệnh. Bởi vì khi người ta bệnh thì ít nhiều là cái nhu cầu cơ bản của người ta có cái hạn chế. Bên cạnh đó cái tâm sinh lý của người ta cũng có hạn chế, cũng có thay đổi. Thì như vậy thì mình phải hiểu được cái tâm lý người bệnh là như thế nào. Hoặc là mình phải biết được cái giao tiếp, rồi phải thực hành cái giao tiếp đó ở trong nhà trường. Để rồi đó khi mà mấy em đi ra, mấy em thực hành trên bệnh viện, ở tại bệnh viện, thì mấy em sẽ tiếp xúc với cái người bệnh, và mấy em sẽ được các thầy cô hướng dẫn để mấy em truyền cái những cái mà mấy em kiến thức mà mấy em thu nhận được từ nhà trường, để mấy em áp dụng vào trong cái lĩnh vực chăm sóc người bệnh, và cố gắng làm sao khi chăm sóc người bệnh thì chúng ta sẽ lấy người bệnh làm trung tâm.
Vậy không biết là bên cạnh cái việc học tại trường thì trước khi ra trường các em có những cái khóa huấn luyện thực tiễn hoặc là những cái chương trình đào tạo cụ thể nào mà thực tiễn để các em có thể tích lũy trước cái kinh nghiệm hay không ạ? Các em là học thì ở tại trường luôn luôn là có cái phần lý thuyết và cái phần thực hành. Cái phần thực hành này là cái thực hành đó, nó hai là hai phần thực hành, một phần thực hành tại trường và một phần thực hành tại bệnh viện. Là như vậy thì mấy em đã có cái thực tiễn ở bệnh viện rồi. Cho nên là hồi nãy là nói tới cái cơ hội mà tìm việc làm, có đôi khi mấy em thực hành tốt ở bệnh viện, chính những cái cô điều dưỡng là cái người cũng có thể là sẽ giới thiệu các em để mà đến cái bệnh viện đó để làm việc được. Dạ vâng. Và một câu hỏi cuối của chương trình thì cũng được biết là trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã hợp tác với Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong công tác là tuyển dụng nhân sự. Như vậy thì cô Liên có thể đánh giá là về tay nghề của các bạn sinh viên cũng như là chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại trường như thế nào? Chính sách tuyển dụng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 là rất rộng mở với các trường tư. Thì hàng năm Bệnh viện Nhi Đồng 2 đều có tuyển điều dưỡng để bổ sung vô cái lực lượng mà các anh chị điều dưỡng nghỉ hưu, cũng như là phát triển những chuyên khoa mới, chuyên khoa sau. Thì quy trình tuyển dụng điều dưỡng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 là các bạn sẽ tham gia qua cái đợt sơ tuyển. Và nếu mà các bạn trúng tuyển thì các bạn sẽ được bệnh viện huấn luyện để các bạn có thể chăm sóc được bệnh nhi. Thì hầu như là đợt tuyển dụng nào thì các bạn điều dưỡng của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đều có trúng tuyển. Và khi mà huấn luyện thì các bạn cũng bắt nhịp tốt với các anh chị điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện. Các bạn tham gia vào cái đội ngũ chăm sóc bệnh nhi chuyên nghiệp, lành nghề của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Các bạn cũng có đóng góp và xây dựng cho cái sự thành công của Bệnh viện Nhi Đồng 2 như ngày hôm nay. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cũng rất cảm ơn hai cô, những người đã có rất là nhiều sự hy sinh, đóng góp, tâm huyết đối với nghề điều dưỡng. Một công việc rất là thầm lặng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và trong thời gian tới thì cũng hy vọng là những cái thế hệ sinh viên sau khi ra trường cũng sẽ tiếp nối được truyền thống đó và chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân cũng như là đóng góp vào nền y tế của nước nhà. Xin cảm ơn hai cô. Thưa quý vị, hiện nay, trong lúc các ngành kỹ thuật đang ngày càng ít người học, thì nhóm ngành chăm sóc sức khỏe lại luôn thu hút được người học. Điều này được lý giải tại sao số trường mở ngành sức khỏe ngày càng nhiều. Và như vậy, thì sự cạnh tranh của các em khi tốt nghiệp lại càng cao. Điều đó buộc các em phải hoàn thiện mình để có cơ hội tìm được việc làm phù hợp trong tương lai. Chương trình tham vấn chuyên gia tuần này xin được kết thúc tại đây. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 40 phút thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Chân thành cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.